cao 1m61 với đôi chân không đạt chuẩn, nhưng Bùi Thị Thu Thảo vẫn dấn thân vào điền kinh ở môn nhảy xa. Với sự quyết tâm và chăm chỉ tập luyện, 5 năm trở lại đây, Thảo đã mang về rất nhiều thành tích cao cho thể thao Việt Nam khi đạt huy chương đồng SEA Games 27 năm 2013, huy chương bạc ASEAN 17 ở Incheon, Hàn Quốc, huy chương vàng SEA Games 29 tại Malaysia. Năm 2017, Thu Thảo vươn lên vị trí số 1 châu Á cùng 26 thế giới xếp hạng quốc tế, điều mà chưa vận động viên điền kinh Việt Nam nào có được. Mới đây nhất, cô tiếp tục mang lại vinh quang cho Việt Nam khi giành huy chương vàng ASEAN 2018 với thành tích nhảy xa 6m55. Xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, với thành tích huy chương vàng của SEA Games 2017, huy chương vàng của ASEAN 2018, vận động viên nhảy xa Thu Thảo được coi là cô gái vàng của thể thao Việt Nam. Và ngày hôm nay cô ấy sẽ là nhân vật xuất hiện trong chuyên mục Hot Face. Xin được cảm ơn Thu Thảo rất là nhiều vì đã nhận lời mời trò chuyện với chuyên mục Hot Face. Thảo thân mến, bạn chỉ có đúng một tuần là được nghỉ cho ngày lễ mùng 2 tháng 9 cũng như là khi mà đạt cái thành tích huy chương vàng của ASEAN. Xin được hỏi bạn là so với cái thành tích bạn đạt huy chương vàng của SEA Games thì lần này bạn đã thực sự hài lòng với tấm huy chương vàng của ASEAN hay chưa? Thi đấu ASEAN thì bọn em không quan trọng thành tích cho lắm. Chỉ cần là mình thi đấu nỗ lực hết mình và chiến thắng các vận động viên và giành huy chương vàng về cho Tổ quốc. Và so với thành tích ASEAN lần này thì 6m65 cũng bằng thành tích huy chương vàng ASEAN năm trước cũng 6m65 ạ. Thì cũng kém thành tích huy chương vàng SEA Games của em năm ngoái là 6m68 và năm nay 6m15 ạ. Kém 13 phân. Do đấu trường này cũng là đấu trường châu Á mà các vận động viên đều kiểu là vào thi đấu thì các vận động viên có hơi bị tâm lý một chút nên là nhiều vận động viên như em thế cũng hơi bị chút tâm lý nên không thể vượt qua thành tích của mình được. Thảo thân mến, bạn giống như là một vận động viên vàng của Việt Nam ở lĩnh vực nhảy xa. Nếu không có bí mật thì bạn có thể tiết lộ về những cái bí quyết trong cái lĩnh vực nhảy xa. Hẳn là bạn phải bảo vệ đôi chân của mình rất là kỹ càng và cẩn thận phải không? Bởi vì là đôi chân có thể giúp mình có cái sức bật cũng như là sức dướn để có thể có những cái bước nhảy xa và giành tấm huy chương vàng rất là quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam. Không phải riêng một mình em giữ đôi chân mà tất cả các vận động viên thể thao hay là kiểu ngoài thì thật là ra thì đôi chân này rất là cần thiết cho mọi người. Tại vì đôi chân này có thể giúp người ta đi lại bình thường hay các thứ. Như vận động viên thì giúp vận động viên đôi chân này mọi người phải giữ để không bị chấn thương các thứ để tập luyện thật tốt đó. Để có thể mang lại nhiều thành tích cao. Như kiểu vận động viên em thì như em thì tố chất của em thì em được may mắn là em được có tốc độ và sức bật. Nên là các bài tập thì thường là em sử dụng tốc độ và sức bật để em tập luyện. Và những các bài tập ở đó giúp em phát triển, có thể nhảy thế giới xa hơn. Khi mà tôi đến đây để phỏng vấn bạn thì thấy bạn đã có những cái giờ tập ở trên sân. Và nhiều người thắc mắc là với một vận động viên mà đạt huy chương như bạn thì những cái giờ tập của hàng ngày chắc là phải nhiều lắm. Bạn có thể chia sẻ gì về cái lịch tập của mình? Lịch tập của em thì cũng không theo giờ. Tại vì lịch tập của em là do giáo án của huấn luyện viên. Tùy giáo án có thể có hôm dài, hôm ngắn thì tập mỗi bài tập khác nhau nên bọn em không có thời gian cố định. Trước khi có những vinh quang ở giải SEA Games cũng lẫn ASEAN thì bạn có khoảng thời gian là 6 năm tập luyện và không giành huy chương nào. Giai đoạn đó có phải là giai đoạn khó khăn nhất mà bạn phải đối diện hay không? Và có lúc nào bạn cảm thấy mình mệt mỏi và muốn bỏ cuộc hay chưa? Có năm 2012 em có bị chấn thương lưng, gối và bàn chân thì em cũng định nghỉ tập luyện thể thao rồi. Thì cũng may là được động viên từ gia đình, bố mẹ và được thầy Nguyễn Trọng Hổ, thầy cũng động viên và giúp đỡ bảo em quay lại trở lại tập luyện thì em đã quay trở lại tập luyện và trong thời gian đó thì em đã chữa trị và cố gắng, em nghĩ em bảo quay lại cố gắng thì mình phải cố gắng tập luyện thật tốt để có thể giành tấm huy chương về tặng cho bố mẹ. Bạn có thể chia sẻ gì về hai người thầy của mình, những người đã rất là sát sao động viên cả về tinh thần cũng như là đưa cho bạn rất là nhiều những bí quyết để bạn có thể mang lại cái thành công trong lĩnh vực nhảy xa? Vì thầy đầu tiên đó là thầy Nguyễn Trọng Hổ. Thầy đó thời em mới xuống huyện thi
cho huyện thì thầy là người phát hiện tố chất của em đầu tiên ạ. Và thầy là người lấy em xuống tỉnh tập và hướng cho em các môn em theo đuổi ạ. Và thầy mới đầu thầy hướng xuống thì thầy hướng cho em rất, thầy huấn luyện em thì thầy hướng cho em rất nhiều môn. Mới đầu môn nhảy cao, nhảy xa, ngồi chạy, xong một thời gian thầy chuyển em sang 7 môn cho khỏe. Thì thầy bảo bao giờ em chuyển tập hết 7 môn mà khỏe thì nếu em có tố chất môn nhảy xa thì thầy sẽ cho em quay lại môn nhảy xa. Thì sau thời gian 2011 thì em nhảy xa các kỷ lục trẻ và giành huy chương vàng quốc gia thì thầy đã chuyển hẳn em sang nhảy xa. Còn người thầy thứ hai đó là Nguyễn Mạnh Hiếu ạ. Thì thầy huấn luyện em từ năm 2016 thì em mới thấy rất là có duyên với nhau. Từ khi em mới thấy thầy huấn luyện em thì hai thầy trò đã cố gắng tập luyện thì thật may mắn là các giải thi đấu thì em với anh đều giành những tấm huy chương vàng, về em thấy điều đó rất may mắn, hai thầy trò rất là hợp nhau. Thể thao dễ đưa người ta lên bục cao của vinh quang nhưng cũng được coi là một nghề có nhiều bạc bẽo. Chắc là bạn cũng đang nghe cái câu chuyện về vận động viên Bích Hường, một vận động viên đã đạt những thành tích rất là cao. Tuy nhiên cuộc sống của chị bây giờ thì phải đối diện với rất là nhiều những khó khăn trong đời sống, rồi bệnh tật. Là một vận động viên thì bạn có sự lo ngại gì về tương lai của phía trước cũng như là cái nghề mà mình đang theo đuổi hay không? Thì thật may mắn thì em được Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở và Trung tâm và Bộ môn Điền kinh Hà Nội đã quan tâm và em đã được biên chế vào tháng 4 vừa rồi. Thì em rất may mắn em được biên chế thì em đã toàn tâm toàn ý, nghĩa là mình không phải vướng bận cho tương lai nữa, nghĩa là mình phải cố gắng làm sao tập luyện thật tốt có thể mang lại thành tích cho thể thao Việt Nam và Hà Nội nói riêng ạ. Và gần như nhiều vận động viên theo sự nghiệp thể thao thì vận động viên cũng lo lắng công việc mai này ấy. Thì cái công việc này cũng tùy nơi của các tỉnh ạ. Thì các động viên nói chung là nhiều vận động viên nói là nghề này bạc lắm, thì nếu mà có thành tích có huy chương được người ta tung hô hay được tiền thưởng, còn không có thì sẽ không được gì các thứ. Thì em thấy nhiều lúc nhiều người nói đúng, nhưng mà nhiều lúc với em thì em thấy là thể thao mang lại cho mình nhiều sức khỏe đầu tiên, và cũng thể thao mang cho con người trưởng thành hơn, em thấy là như vậy.